thưa quý vị và các bạn, đây là một trong những cơ sở nhà đất thuộc quyền sở hữu của nhà nước đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chuyển giao cho Tổng Công ty Thương mại Hà Nội Hapro để phát triển mạng lưới kinh doanh rau và thực phẩm an toàn theo quyết định số 4739 QĐ-UB ngày 27 tháng 9 năm 2010. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện dự án, một số cơ sở nhà đất chỉ được bàn giao trên giấy tờ bởi nhiều nguyên nhân khác nhau, khiến cho Hapro khóc dở, mếu dở. Địa điểm 44 Bà Triệu, Hà Nội được Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Dịch vụ Xuất nhập khẩu Nông sản Hà Nội bàn giao cho Hapro theo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Sau đó, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội Hapro đã giao địa điểm này cho bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, là nhân viên được tiếp nhận lại từ Công ty Nông sản Hà Nội, tiếp tục các hoạt động kinh doanh. Ngày 15 tháng 1 năm 2013, bà Nguyệt có làm đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Tuy nhiên, bà Nguyệt đã không bàn giao lại địa điểm này cho Hapro. Trước đó, ngày 12 tháng 5 năm 2011, bà Nguyệt đã tự ý ủy quyền cho ông Lê Thế Cường, giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Duy Quân, và nhận từ ông Quân số tiền là 31.000 USD. Hapro đã nhiều lần gửi văn bản đề nghị bà Nguyệt đến tổng công ty để giải quyết, nhưng bà Nguyệt đều né tránh. Ngày 22 tháng 7 năm 2014, Hapro đã khởi kiện bà Nguyệt tới Tòa án Nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, vụ án vẫn chưa có bản án cuối cùng, có hiệu lực pháp luật được thực thi, khiến cho Hapro vẫn chưa thể thu hồi được địa điểm này để bàn giao lại cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất Hà Nội, theo quyết định số 6355, quyết định của Ủy ban Nhân dân ngày 21 tháng 11 năm 2016 của thành phố Hà Nội. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tiến Vượng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Thương mại Hà Nội Hapro cho biết. Một số địa điểm thì chưa chuyển đổi được mô hình kinh doanh theo cái yêu cầu thành phố, mặt khác thì là cũng bị chiếm dụng và không thu được những cái tiền để mà nộp cho thành phố về cái sử dụng địa điểm mạng lưới. Thì chúng tôi cũng đã nhiều lần kiến nghị và cũng đã kiên trì mong là các cái đề nghị các cái chính quyền sở tại, cơ quan nhà nước là quan tâm giúp đỡ hỗ trợ tổng ty trong việc thu hồi lại các địa điểm này để mà tổng ty đưa vào sử dụng, thực hiện theo đúng cái yêu cầu của thành phố Hà Nội. Còn theo người bán hàng, họ đã bỏ ra 4 tỷ đồng để mua lại cửa hàng này và vụ việc càng khiến cho Hapro gặp rất nhiều khó khăn trong việc thu hồi. Cửa hàng tôi mua của anh Cường từ năm 2010, tôi kinh doanh từ đấy đến bây giờ là được 7 năm rồi. Thông tin vụ việc này sẽ được báo Diễn đàn Doanh nghiệp phản ánh trong bản tin tiếp theo.